Đây là cây giống bơ bút 7 tại cửa hàng Thế Giới Cây Giống. Cửa hàng này thì tọa lạc trên quốc lộ 14 tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Đây là cửa hàng thứ hai của hệ thống Thế Giới Cây Giống tại tỉnh Đắk Nông. Cửa hàng trước kia thì đã được mở tại huyện Đắk Lấp, xã Đắk Ru. Cây giống bơ bút này thì khá là lớn, cây này nó cao khoảng 70 cm, cành và chồi thì rất là mập mạp, rất là khỏe khoắn. Ở đây là giống bơ 034, giống này là giống mới được chú ý trong những năm gần đây, đây là đặc sản của vùng đất Lâm Đồng và được công ty Thế Giới Cây Giống phân phối tại thị xã Gia Nghĩa. Ở đây là giống bơ hạt lép, đây là giống bơ mới được chú ý trong vài năm qua. Tiếp theo là giống bơ sáp da xanh. Đây là những cây giống bơ tại cửa hàng. Hiện tại thì có 4 giống bơ ở đây. Cửa hàng này thì nằm trên quốc lộ 14. Rất là thuận tiện để xe đến mua hoặc là vận chuyển giao hàng.